Nam em chính thức lên tiếng khi dân mạng xôn xao việc cô và Lãnh Thanh đã chia tay. Trước những thắc mắc của khán giả, nam em đã chính thức chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khi xuất hiện tin đồn Sơn Tùng và Thèo Vỗ Trâm đã đường ai nấy đi sau 8 năm yêu nhau trong bóng tối, nam em cũng bất ngờ đăng tải liên tiếp những dòng trạng thái ẩn ý việc bị phản bội. Trước động thái của Hoa Khôi, người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng cho mối quan hệ giữa cô và Lãnh Thanh. Cách đây ít ngày, trong khi livestream bốc quà sinh nhật do fan tặng, nam em còn liên tục nhắc đến người yêu với những lời lẽ gần gũi, thân mật. Nhưng đến hiện nay, cô đã bỏ theo dõi Instagram Lãnh Thanh, xóa hết những hình ảnh hẹn hò, đi sự kiện của cả hai cùng nhau, khiến tin đồn rạn nứt ngày càng tăng cao. Vào chiều ngày 2 tháng 1, nam em tiếp tục đăng tải dòng trạng thái gửi gắm mong muốn đến với khán giả. Gần đến Tết rồi, mọi người nhắc về Tết có được không? Đừng nhắc về tên nam em nữa, hãy để mọi chuyện chìm xuống đáy đại dương. Qua động thái trên của nam em, người hâm mộ thêm khẳng định việc cô và bạn trai giận nhau sau thời gian gắn bó hẹn hò khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối vì cả hai quá xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, bản thân nam em là người sống rất nặng tình nên khán giả sợ rằng cô sẽ khó lòng vực dậy sau cú sốc trên. Nhưng hôm qua, khi rảo bước trên thảm đỏ, nam em tuy không sánh đôi cùng Lãnh Thanh, nhưng cô đã mặc chiếc áo tiền tỷ mà trước đó đã cùng diện và song ca với Lãnh Thanh trong chương trình Vô Lăng Tình Yêu. Còn Lãnh Thanh, mặc dù đến sau nên luôn dõi mắt tìm theo nam em. Anh còn diện đồng hồ mà nam em tặng, chứng tỏ rằng mối quan hệ của hai người chỉ đang ở mức giận dỗi, không đến mức phải chia tay. Mọi người hãy mong chờ tin tức mới nhất từ cặp đôi này nhé. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh của chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ.